Hello, xin chào anh nha, là đến với kênh của mình. Hôm cái bữa mình test mắt biết chiếc winner x của mình, thấy có rất nhiều anh em xem và ủng hộ mình, nên bây giờ mình sẽ thực hiện thêm một clip test mắt biết chạy Honda SH của mình nha. Bây giờ mình sẽ test mắt biết con SH để anh em xem và tham khảo nha. Bây giờ hôm nay mình sẽ không có trực tiếp test mà mình sẽ nhờ một cái anh kia để test cho mình, tại vì cái tay này mình yếu nên mình sẽ nhờ cái anh này kia để test mắt biết cho mình nha anh em.
biết chứ, Honda FMX của mình chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí thôi nha anh em. Còn nếu mà anh em nào mà đam mê tốc độ thì những con tay ga nó không bằng những chiếc xe côn tay. Clip của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà anh em nào mà thấy hay và thú vị thì hãy cho mình một đăng ký, like và bấm vô cái chuông. Còn nếu bạn nào mà không thích thì đừng buông những lời cay đắng nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.